tất cả mọi người. Harper xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy sẵn sàng với những món ăn ngon, những món ăn tinh thần mà những nghệ sĩ mang đến. Bên cạnh đó sẽ là hai phần quà đến từ các fan hâm mộ dành tặng cho thần tượng của mình. Ngày hôm nay sẽ là sự xuất hiện của một người em và Harper dành hết tất cả những tình yêu thương và sự trân quý dành cho anh ấy, bởi vì đây là một người nghệ sĩ rất điển trai và cực kỳ đa tài. Đó chính là nghệ sĩ Cao Xuân Tài. Trời ơi, đẹp trai quá. Chào Tài. Chào anh. Lâu ngày quá, anh em mới gọi. Cảm ơn Tài đã nhận lời đến với ngôi nhà của Khẩu vị ngôi sao. Và chắc chắn ngày hôm nay chúng ta sẽ có được rất nhiều câu chuyện chia sẻ và thậm chí là những bí mật lần đầu tiên Tài chia sẻ nha. Nào, xin mời Cao Xuân Tài vào phòng khách. Về nghề nghiệp, Tài đã được trải qua rất nhiều công việc khác nhau. Xuất phát điểm của bạn là gì? Nếu mà ngoài nghệ thuật á, em tốt nghiệp đại học xong thì em làm huấn luyện viên thể hình. Sau đó thì em vừa làm huấn luyện viên thể hình, vừa làm mẫu. Sau đó em tham gia một số cuộc thi. Thì may mắn là em được giải Nam Vương Thế Giới. Thì sau đó em bỏ hẳn nghề huấn luyện viên thể hình. Thì em chuyển qua em làm nghệ thuật luôn. Về nghệ thuật thì bạn là diễn viên nè, người mẫu nè, rồi MC nữa. Giờ em đang tập lại. Và ngay sau đây Hà Thu sẽ bật mí vị khách mời trong ngày hôm nay. Đó là một chàng người mẫu, điển trai, sáu múi. Bên cạnh đó thì anh ấy còn là một diễn viên tài năng không kém. Chúng ta hãy cùng chào đón anh ấy nhé. Xin giới thiệu nam người mẫu diễn viên Lê Xuân Tiền. Xin chào anh. Hello. Mời anh vào phòng khách. Chào mừng anh đến với Khẩu vị ngôi sao. Nói về kinh nghiệm, nói về sức khỏe, nói về sự dẻo dai thì không biết là cái chế độ ăn uống cũng như là giữ gìn sức khỏe của anh như thế nào để có được sự dẻo dai đó. Cứ món gì ngon là mình ăn, nhưng mà được cái là mình ăn xong mình về mình tập nhiều hơn. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ mời đến đây một người mẫu rất là cá tính. Và cô ấy đã xuất hiện trên rất nhiều sàn diễn lớn nhỏ ở Việt Nam, cũng như xuất hiện và gây ấn tượng với khán giả trong vai trò huấn luyện viên trong các chương trình thực tế. Cô gái ấy chính là Hương Ly. Chào mừng Hương Ly đến với Khẩu vị ngôi sao. Hay là mình quốc hàng vòng coi như là gửi lời chào đến quý vị khán giả được không? Vậy thì em xin mạn phép. Một lời chào rất đặc biệt dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu vị ngôi sao đúng không? Rồi, mời Hương Ly về với vòng khách rồi của Khẩu vị ngôi sao. Mình trò chuyện tiếp nha. Chào Ly đến với Khẩu vị ngôi sao. Gần đây thì thấy Ly xuất hiện nhiều với hình ảnh một huấn luyện viên. Mà mọi người nói cô Ly nghiêm quá. Không biết là ở ngoài cô Ly có nghiêm vậy không? Hay là đối với các cháu thì cô Ly mới nghiêm như vậy? Tức là cái lúc đó là em cảm giác em đang đấu tranh vì những đứa nhỏ của em. Thành ra là bản thân em là tập trung làm việc là rất là tập trung, nhưng mà đến hồi mà em chơi hoặc những lúc mà em xả mình ra với công việc á, thì em cảm thấy rằng là mình cũng có những cái mặt khác mà mọi người cần phải biết rằng bản thân Hương Ly sẽ cũng dễ thương lắm. Ví dụ như ngày hôm nay em đến với Khẩu vị ngôi sao thì có thể em trò chuyện với chị Hà Thu hoặc là em có thể chia sẻ cho mọi người nhiều hơn về một cái mặt nào đó. Bây giờ chia sẻ với quý vị khán giả một mặt nào mà em muốn chia sẻ nè. Thì rõ ràng ngày hôm nay mình đến chương trình Khẩu vị ngôi sao thì em nghĩ chắc chắn là em muốn mọi người biết tới nhiều hơn về cái cạnh ẩm thực của em. Rồi. Ăn uống là một trong những niềm đam mê rất là lớn bên cạnh công việc của em nha. Trước cái ăn uống đấy có nấu không? Có chứ, em thích nấu ăn lắm. Nhưng mà vấn đề là em cực kỳ thích nấu ăn. Và em nghĩ là mình nấu ăn cũng khá ổn. Nhưng mà là em làm biếng nấu ăn lắm. Bởi vì cuộc sống em sống một mình, thành ra là em nấu ăn xong mà không ai ăn nên là em không bao giờ nấu. Đúng nữa. Rồi, tôi hiểu cảm giác đó. Khi mình nấu xong rồi không có ai thưởng thức cái tự nhiên ăn mình, cho nên nó đâm ra là mình không có cảm hứng để nấu. Rồi bây giờ đến với Khẩu vị ngôi sao thì Hương Ly giúp Thu order hai món ăn mà Hương Ly thích thưởng thức nhất, ghi vào giấy giúp Thu nhé, và không được cho ai biết hết ngoài chị. Ngoài chị, tại vì chị là người của chương trình đó em, chị phải biết để sắp xếp đó. Vậy thì em sẽ ghi hai cái món ăn mà em rất là thích mà em không bao giờ em cảm giác là em ngán. Có thời gian rảnh hoặc lúc nào nghĩ tới việc ăn là em sẽ chọn hai món đó. Bào ngư vi cá không em? Đương nhiên chương trình mình mấy món đó đắt lắm, em không thể là lúc nào cũng nghĩ tới được. Đúng rồi nha, chương trình của mình cũng chi phí có hạn đó. Xong, em xong rồi, vậy em đưa chị lục coi. Xin phép. Wow, hai món ăn thể hiện được gu ẩm thực của Hương Ly cũng khá là gần gũi, giản dị, giống đơn như giản con người em vậy đó. Bây giờ để mà nấu hai món này á thì
chị cũng như em vậy đó, chị thích ăn hơn là nấu, cho nên mình sẽ chào mừng đến đây hai. Vậy là có người khác nấu cho em ăn cái này hả? Nãy giờ em nghĩ chị nấu. Chị cũng thích nấu cho em ăn lắm á, nhưng mà tại các bạn mê em quá cho nên là dành phần của chị muốn đến đây để thể hiện tài nghệ và nấu các món ăn mà em yêu thích. Xin chào mừng hai bạn fan hâm mộ của Hương Ly, đó là Đức Khương và Nhật Tiến. Xin mời hai bạn. Yeah, đẹp trai quá. Trời ơi. Trời ơi, người mẫu mà fan hâm mộ cũng toàn người mẫu không vậy trời. Thế là đẹp trai, biết nấu ăn. Bây giờ hai bạn giới thiệu một chút xíu về mình nè, mời bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nhật Tiến. Nghề nghiệp hiện tại của em là ca sĩ và người mẫu ảnh. Bạn giới thiệu một chút về mình nha. Lời đầu tiên xin cho phép Đức Khương xin gửi lời chào đến khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Hiện tại em 20 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là ca sĩ và người mẫu ạ. Bạn nào cũng là ca sĩ và người mẫu kim đầu bếp tại gia, đa tài mà còn có sắc nữa thì thôi em cảm giác đây là hàng hiếm. Đó, em thấy đó là một quyết định chính xác khi em đến đây chưa? Xin mời Cao Xuân Tài chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay nha. Hai bạn gái rất là dễ thương và đáng yêu, đó chính là Hà My và Phạm Hạnh. Đây, rồi mời hai bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình để có cơ hội được gặp gỡ những nghệ sĩ và đặc biệt là Cao Xuân Tài. Mình hãy tự giới thiệu về bản thân nào, xin mời em. Dạ, em xin chào anh Cao Xuân Tài và anh Hoàng Rapper. Em tên là Phạm Nguyễn Hiếu Hạnh, năm nay em 19 tuổi, hiện em là diễn viên. Cảm ơn Hạnh, rất là đáng yêu. Còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Hà My, em 19 tuổi và em là sinh viên năm 2 ạ. Năm 2 trường nào là kia? Dạ, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật á anh. À, cũng có cái tình yêu dành cho nghệ thuật nữa. Dạ. Cái ấn tượng của bạn ra sao dành cho anh Tài? Em biết anh Tài là siêu mẫu của một cái chương trình gì đó, kiểu em thấy cũng ga lăng, đúng gu em luôn á. Cảm ơn em. Gì vậy trời? Em là gu của anh luôn á. Sao tự nhiên nói tới cái gu của em quýu là còn chút xíu vậy? Tự nhiên cái nói tới anh Tài cái em rụng rụng tay chân quá. Còn với bạn Hà My thì sao? Em nhìn anh Tài thì rất là đẹp trai, là bề ngoài là nhìn đập vô mắt luôn á anh. Vì em rất là thích trai đẹp. Anh Hoàng thì sao? Đừng nhắc tới dạ, anh nữa. Anh Hoàng cũng đẹp trai anh. Cảm ơn My. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu hai bạn fan hâm mộ đến để nấu cho Lê Xuân Tiền ăn. Ok. Xin mời bạn Phương Trà và bạn Mỹ Hạnh. Xin chào hai bạn, mời hai bạn ngồi. Wow, hai cô nàng xinh đẹp. Đối thủ đáng gần của Hà Thu trong ngày hôm nay. Mới bước ra như thế này thì có xem chương trình thì hình như cái phần cuối cùng là mình khách mời chấm điểm đúng không? Đúng rồi. Bước ra như thế này sao mà chấm điểm được ta? Thì Tiền ơi, mình tới đây mình chấm đồ ăn ngon chứ mình không có chấm ngoại hình nha Tiền. Bây giờ cái ngoại hình là cái bắt mắt đầu tiên mà mình phải ưu tiên chứ đúng không? Bây giờ mời Mỹ Hạnh em giới thiệu một chút về bản thân mình nhé. Em xin chào chị Hà Thu và anh Xuân Tiền và tất cả khán giả đang xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện tại nghề nghiệp em đang là diễn viên. Ngoài việc mà mê cái vẻ điển trai của anh Lê Xuân Tiền thì ai cũng mê đó, thì một cái điểm gì nữa của anh ấy mà cuốn hút em mà làm cho em phải lặn lội đến chương trình ngày hôm nay? Đó, nó mới thay qua cười tươi, rất là tươi luôn. Cười đúng không? Trước khi mình nói lý do vì sao mà mình lại yêu mến Lê Xuân Tiền đến như vậy thì chị giới thiệu một chút về bản thân mình nha. Xin chào mọi người, thì mình là Thu Trà, hiện tại mình cũng là diễn viên. Nhưng mà nãy giờ chưa nghe là mọi người ví dụ như là nghề nghiệp là diễn viên, không có cái nghề tiếp theo liên quan tới nấu ăn luôn. À, nếu mà được thì không. Tương lai em sẽ mở nhà hàng nấu ăn. Tôi nghĩ là cái việc nấu ăn á, đó là một tài năng thiên bẩm của đa số phụ nữ đó. Tại vì cái đó không phải là cần một nghề nghiệp hay là cần một cái khóa học gì hết mà vì đam mê thôi. Phần đầu tiên của chương trình đó là khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Các bạn phải vượt qua hai câu hỏi và một thử thách tương ứng với ba từ khóa trên màn hình liên quan tới nam diễn viên Lê Xuân Tiền, thì bạn đó sẽ giành phần thắng để chọn một trong hai món ăn mà Tiền đã ghi ra đây. Một trong ba từ khóa này thì sẽ có một huy hiệu thần bếp. Bạn nào mà may mắn mở được huy hiệu thần bếp đó thì sẽ có một đặc quyền, đó là nhận được sự trợ giúp từ nam diễn viên Lê Xuân Tiền. Không biết trợ giúp hay là phá hại nha. Đó, đúng rồi. Chết rồi đó. Cứ giúp bằng tấm lòng là được anh. Cái trợ giúp về tinh thần á, là cái trợ giúp quan trọng nhất. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Và bây giờ hãy đến với câu hỏi đầu tiên các bạn nhé. Thành phần nào dưới đây không có trong nhân của bánh gai? A. Đậu xanh. B. Mỡ lợn hay còn gọi là mỡ heo á. C. Lạp xưởng. Và D. Dừa. Em ăn bánh gai chưa? Dạ rồi. Em ăn bánh gai chưa? Dạ rồi. 2, 1. Đáp án là bạn Hạnh là trả lời lạp xưởng. Bạn My trả lời cũng là lạp xưởng.
Chính xác. À, rất là giỏi nha. Chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có hai người cùng trả lời đúng, nên cái quyền lật ô số bí ẩn thuộc về ca sân Tài. Nên bây giờ Tài, 1, 2, 3. Em xin phép lật ô số 2 đi. Số 2 ha. Rồi, xin mời ô số 2. Bí mật nào nào? Quan trọng là với ai? Bởi vì với em á, có thể ăn cái gì không có quan trọng lắm. Ờ. Nhưng mà quan trọng là mình đi ăn với ai. Với em cái đó là quan trọng. À, vậy bạn không thích ăn mình hả? Cái cảm giác em ăn mình, em ăn nhiều lắm luôn á. Nhưng mà nhiều khi mình vô thành phố Hồ Chí Minh mình sống, xong mình nhớ cái bữa cơm gia đình. Tại vì gia đình em ở ngoài Đà Nẵng á. Đà Nẵng. Thì lúc nào ăn là hầu như cũng đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình, đặc biệt là buổi tối. Cho nên em rất là trân trọng cái không khí đó. Và ăn mình thì đương nhiên hơi buồn. Buồn và cô đơn nên bạn sẽ thích ăn với ai đó. Nhưng mà ai đó là cụ thể là ai đó? Em nghĩ là gia đình là quan trọng nhất. Tiếp theo thì bạn bè, bạn thân hoặc là anh quản lý gì đó chẳng hạn. Rồi người yêu, bạn bè thì người yêu chắc là xếp luôn em ơi, ảnh có người yêu rồi em ơi. Có chưa? Nhưng mà hiện tại thì chưa. Chưa nha em. Chưa là được. Trời, nghe mừng hết. Chỉ nhờ một cái cụm từ khóa vậy thôi mà mình đã khám phá được. À, hóa ra là anh ca Xuân Tài thích ăn với những ai. Câu hỏi thứ hai đó là bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong, đó là trái gì? 10 giây bắt đầu. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong, còn 3 giây. Còn 3 giây. 3, gợi ý, 2, gợi ý thêm, gợi ý thêm. Hết giờ. À, wow. Hồi nãy giờ ngồi suy nghĩ đó, bỏ ngoài, bây giờ ăn cái bắp vì sao phải lột? Lột cái ở ngoài trước nè, rồi thấy cái gì, thấy cái thịt, ăn cái thịt nè, rồi bỏ cái gì, bỏ cái cùi đó. Đáp án là trái bắp, hay còn gọi là trái ngô là đáp án chính xác. Và phần thắng đã thuộc về chị Trà, xin mời chị lại tiếp tục chọn một từ khóa nữa. Số cuối rồi, giờ mình chơi số đầu đi nha. Xin mời từ khóa số 1. Rau má và cô hàng xóm. Cô hàng xóm bán rau má hay là anh sao mà rau má và cô hàng xóm anh? Hồi bé, hồi học cấp 1, có một cái ngày đẹp trời, đang ăn cơm. Thế là cô hàng xóm cổ mới đem cho một cái bát canh rau má. Mà trước đó thì những cái món ăn mà cô hàng xóm nấu rất là ngon. Mà xung quanh những cái người gần nhà cô đấy đều thích ăn mà đồ ăn cô ấy đem cho. Thì hôm đó cô đem qua cho nhà mình một cái món canh rau má nấu với thịt bằm. Thì hôm đó mới ăn, mà từ bé cũng rất là ghét ăn rau. Bây giờ thì thích rồi, nhưng mà hồi bé rất là ghét, rất là lười ăn rau. Thì khi mà cổ vừa đặt cái bát canh xuống thì cảm ơn xong, thì nói chuyện xong hết, cổ đi về để cho mọi người trong gia đình tiện ăn. Thì tiền mới là người lanh chanh nhất. Đưa bát vào, thế là múc đầu tiên luôn. Đang ăn như thế này, trời ơi, nhìn trong canh rau má có nguyên một cái con sâu như là cái món tây ốc này nè. Từ đó nói tới canh rau má là muốn buồn nôn luôn á. Ờ, bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần thử thách cuối cùng để phân định thắng thua. Chào mừng các bạn đến với phần thử thách cuối cùng. Và phần thi này có tên là ít vượt khó. Ít vì vượt sao khó. Lại gọi như vậy? Tại vì là hai con ếch này phải lần lượt vượt qua các cái chướng ngại vật này. Như thế này, đó, nó sẽ nhảy như thế này. Đó, đó. Đó, nhảy như thế này về đích. Với điều kiện là nó không có được lật ngược như thế này. Nó có thể nghiêng nha, nó có thể như thế này. Và sau thời gian 2 phút, con nào đi được xa hơn, gần đích hơn thì sẽ giành chiến thắng. Cuộc đua bắt đầu. Lật ngược rồi đó, quay lại từ đầu của em. Cũng mạnh lên, nãy chị Hà Thu làm còn lực mạnh hơn á em. Rồi, lật rồi, đi về lại nha. Em nhìn xong em không biết mấy bạn chơi chứ em cứ tưởng tượng là nồi ếch nấu mẻ ở trên. Bún mạnh lên em ơi. Lật đó, 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 nghe chị Ly là sai lầm lên thì quay lại từ đầu nha. Đó, được đó. Tụi nó là lật cái là quay đó, thấy chưa, đi về. Từ từ, từ từ. Đúng rồi. Cố lên, cố lên. Rồi, gần được rồi, được rồi, gần cái được rồi. Cái này mà ngàn hứa rất là giận liền nha, giận ngang nha. Mày nhảy lầu nữa kìa. No. Cố lên. Chúng ta chỉ còn 30 giây nữa thôi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giữ khoảng cách là được rồi. Giây. Trời ơi. Sắp hết giờ rồi. Cố lên. 10 giây nè. So
con ếch nha, thì cái đầu của con ếch này có vẻ cao hơn đầu con ếch này một chút xíu, cho nên là phần chiến thắng trong trò chơi này đã thuộc về Đức Hương. Rồi, mời các bạn quay trở lại phòng khách. Với bạn ếch vượt khó của Khương thì Khương đã lại một lần nữa giành chiến thắng để lật mở từ khóa cuối cùng, đó là từ khóa số 3. Xin mời. Đồ tươi sống. Một từ khóa có huy hiệu thần bếp. Lát Khương nhớ nhờ vả chị giúp đỡ nha, bất cứ thứ gì mà em muốn. Rồi từ khóa đồ tươi sống, em thích ăn đồ tươi sống hay không thích? Em nhăn mặt liền luôn á. Có một thời gian là em đi qua bên Nhật khoảng tầm 10 ngày, em làm việc bên đó liên tục và kiểu là ăn đồ lạnh mỗi ngày á. Nguyên liệu thì rất là ngon nhưng mà riêng em không thích, bởi vì em bị mang nặng một cái tâm lý mà hồi nhỏ mình hay học á chị, là ăn chín uống sôi của người Việt Nam. Nên thành ra khi mà em lớn á, bất kỳ đồ ăn nào mà em phải cảm giác là nó nóng, nó chín thì em sẽ ăn rất là ngon miệng. Còn những mà đồ mà em cảm giác còn tươi mới quá, ăn vẫn được nhưng mà kêu chọn ăn thì em sẽ không chọn. Không, nhưng mà thật ra Hương Ly là một cô gái truyền thống, đơn giản, gần gũi thật. Đơn giản là ví dụ hai món ăn mà bạn order là hai món ăn rất là thân thuộc, bún bò và cơm tấm. Tôi nghĩ là chắc hai bạn làm được món này đúng không? Dạ, được. Hương là người miền Bắc thì có vẻ là hai món này có xa lạ với mình không? Tại bún bò thì thường là miền Trung, cơm tấm là miền Nam. Miền Nam. Dạ không, thường thường thì em khá là thích cái môn nấu ăn nên là hai món này, món này em nấu cũng ngon cả. Wow. Với cái phần chiến thắng trong phần 1 này, mở được hai từ khóa thì mình chọn một trong hai món này. Món nào mà Khương cảm thấy là mình nấu ngon hơn chẳng hạn? Vậy thì em xin phép chọn món cơm tấm ạ. Cơm tấm. Khương sẽ chọn món cơm tấm. Vậy bún bò. Dạ rồi. Thế thuộc về bạn. Nấu được bún bò chứ nhỉ? Dạ được, em cũng là người miền Trung cho nên em rất là thích ăn bún bò. Vậy là đúng tủ rồi. Và ngoài ra thì Khương còn có lợi thế thứ hai là được chọn bếp. Mà... bếp trái và bếp phải. Em mới chọn bếp phải. Chọn bếp phải. Như vậy là chúng ta cũng đã xác định được giữa hai bạn gái Hà My và Phạm Hạnh thì Hạnh chính là người đang được chiếm ưu thế. Nên bạn sẽ có quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên đầu tiên đó chính là được lựa chọn một trong hai món ăn ngày hôm nay Cao Xuân Tài đang đặt hàng và mong chờ chúng ta sẽ nấu cho anh ấy. Dạ. Món còn lại chắc chắn thuộc về Hà My. Một bên là gỏi cá, một bên là mì Quảng. À cha. Em nghĩ là em sẽ chọn mì Quảng á. Mì Quảng. Dạ. Chúc mừng bạn. Mì Quảng ha. Như vậy là gỏi cá thuộc về em nha. Anh có ăn gỏi cá mai bao giờ chưa? Gỏi cá mai anh có ăn rồi. Dạ. Nhưng mà anh ăn ở chỗ đó thì anh không thích cái vị chỗ quán đó lắm, cho nên là anh cũng không biết gỏi cá mai như thế nào là chết không? Là có ăn rồi mà không thích hả? Thì ấn tượng của em không tốt lắm. Em lưu ý những điều này để lát nữa mình làm gỏi cá cho thật là ngon. Và bây giờ sẽ là cái lượt ưu tiên thứ hai dành cho Hạnh luôn. Hạnh lựa chọn gian bếp bên trái hay bên phải theo hướng nhìn của khán giả. Bên trái là bên này, bên phải là bên kia. Dạ em chọn bên trái. Rồi bên trái, như vậy bên phải sẽ là phần bếp của bạn Hà My. Thì phần thắng của phần đầu tiên đã thuộc về bạn Thu Trà. Chúc mừng bạn. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ việc đầu tiên là bạn có quyền được chọn một trong hai món ăn mà Lê Xuân Tiền đã ghi ra đây. Hai món ăn đó là cơm gà và mì Quảng. Cái món này khá đơn giản, không phức tạp lắm. Trà lợi thế về món nào hơn? Dạ chắc em chọn cơm gà. Kể cả cơm gà hay mì Quảng thì em không phải là người miền Trung, nên là em có thể nấu cơm gà với một cái kiểu mới. Hy vọng là anh Tiền sẽ thích. Bây giờ thế mạnh là gì thì cũng phải chọn mì Quảng rồi. Dạ đúng rồi, phải chọn mì Quảng. Em. Và cơm gà. Dạ. Thuộc về em. Thu Trà này bạn có thêm một lợi thế nữa, đó là bạn có thể chọn hai gian bếp. Ở đằng kia của chúng ta, gian bếp trái và gian bếp phải. Mỗi gian bếp thì sẽ có những đặc quyền và những thử thách riêng. Bây giờ chúng ta chưa biết những cái đặc quyền và những thử thách đó là gì. Tuy nhiên là mình chọn theo cái sở thích của mình là mình thuận bên trái hay thuận bên phải. Dạ thôi thì mình chọn phía bên ngoài đi. Bên phải. Và em sẽ chọn gian bếp còn lại là gian bếp trái. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với gian bếp để bắt đầu phần 2 của chương trình. Đó là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị quay trở lại với gian bếp của khẩu vị ngôi sao. Và hai đầu bếp điển trai của chúng ta đã sẵn sàng rồi với những thử thách nho nhỏ như sau. Bạn Khương thì có hai cái ly đặt bóng bàn ở hai tay như thế này, vừa nấu ăn vừa giữ làm sao cho bóng không rớt ra khỏi hai cái ly này. Rồi còn Tiến thì sẽ có một cái nón bảo hiểm màu đỏ rất là xinh, cộng thêm ba quả bóng màu cam, vừa nấu ăn vừa giữ cho khỏi rơi thôi. Rồi chúc hai bạn thành công với việc giữ bóng. Chúng ta có hai gian bếp ở bên phải và ở bên trái. Thử thách của gian bếp bên phải là gì? Đây,
bạn sẽ phải vừa nấu ăn và vừa tập thể dục như thế này. Và Thu ở bên đó hay ở đây, Thu đều quan sát được là cơ thể của bạn có chuyển động hay không và chuyển động có đẹp hay không. Cho nên là đừng ăn gian nhé. Yeah. Phải luôn luôn vừa chuyển động vừa nấu ăn cho nó tiêu hao năng lượng. Và thử thách ở gian bếp bên trái của chúng ta, đó là bạn phải vừa đứng ở trên một tấm thảm gai, là thử thách thứ nhất. Thử thách thứ hai là bạn phải đeo bao tay vào một bên tay, đồng nghĩa với việc bạn chỉ được sử dụng một tay của mình thôi, còn bên này chỉ nắm được những cái đồ khô thôi, đúng không? Dạ. Còn một thử thách nữa đó là nếu bạn muốn lấy bất kỳ các nguyên liệu nào ở sau này thì bạn phải nhảy lò cò một chân để lấy nhé. Mỗi bên đều có một cái nét đặc trưng rất là riêng, tạo nên độ khó cho quá trình chế biến thức ăn dành cho hai người đẹp Phạm Hạnh và Hà My. Bên Hà My thì Tài thấy không? Hà My đang bị hạn chế về cái độ dài của cánh tay của mình lắm, bị cột hai tay hai bên nên bạn ấy không thể nào mà có thể thoải mái được. Đâm ra để có thể mà vươn được tầm tay bên phải là phải rút cái tay bên trái lại, nên cố gắng nha. Dạ. Còn bên của Phạm Hạnh, bên hông của bạn Phạm Hạnh đang bị cột chặt bởi một sợi dây, và chiều dài của sợi dây này đang bị giới hạn rất là nhiều, nên việc di chuyển của bạn ấy chỉ trong cái chu vi của sợi dây này mà thôi. Hãy cố gắng có thể vươn tới cái vòi nước để mình có thể sử dụng những nguồn nước và những nguyên liệu phụ ở xung quanh nha. Yeah. Bên cạnh đó, nếu như Tài để ý thấy trên những món nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính, chúng ta đang có rất nhiều tờ giấy nhỏ. Ở trong nội dung tờ giấy chính là những thử thách mà Tài sẽ phải cố gắng vượt qua để giúp cho hai bạn ấy có thể sử dụng những món đó. Đến khi nào mà Tài hoàn thành được thì hai bạn gái mới được quyền sử dụng món nguyên liệu đó. Nếu mà em không hoàn thành được là không sử dụng luôn. Đúng rồi. Khương ơi, miệt mài quá nhỏ. Mình có thử thách gì cần Hương Ly giúp đỡ em không? Em chưa kịp ngồi xuống luôn á chị Hà Thu đã nhắc tới thử thách rồi. Em biết không? Kiểu người ta vậy, trước sau gì cũng phải làm á, thôi mình làm xong mình nghĩ. Đúng không? Em có một cái thử thách ở đây, đó là đi chân không qua một đoạn thảm gai và một đoạn ván trơn trượt để mang nguyên liệu gia vị về cho người chơi cần tìm đến bếp. Nhưng mà nguyên liệu em đang cần tìm là gì? Nguyên liệu của em đang cần tìm đó là một chút dưa leo và hành và tỏi ạ. Đi thôi đúng không mọi người bây giờ? Nhưng mà mình đi tìm nguyên liệu nha Hương Ly ơi. Tại vì ở trong cái căn phòng này sẽ có ba cái nguyên liệu mà bạn vừa nói giấu ở một nơi nào đó. Mình bước qua hai cái thảm này xong rồi mình sẽ đi tìm. Dưa leo, hành, tỏi. Rồi ok, bây giờ sẵn sàng. Đi thôi mà. Cẩn thận nha. Thôi đi bình thường không chạy. Ướt quá. Ủa, đây mà. Là lấy cho em thôi phải không? Hương Ly ơi, Hương Ly, cái này đó là phần mẫu tôi không sử dụng được. Là em phải đi kiếm. Đúng rồi, mình phải tìm ở một nơi nào khác. Dưa leo. Không phải ở trong gian bếp nha Hương Ly ơi. Không phải luôn. Ở trong phòng khách. Ở trong phòng khách. Không, không có trong đó nè. Cái này là đồ giấu của chị. Mọi người giấu đâu kỹ quá vậy. Dưa leo quá sao. Coi tình ngóc ngách nè. Chị thấy là kho báu nằm gần em lắm rồi đó. Em thấy rồi nha mọi người. Đây, nhưng mà không có dưa leo. Đây mình, đây cũng là công sức của em đó, cho rồi, nên mình có thể okay, lấy luôn. Cảm ơn chị. Rồi Ly ơi, Ly mời em về. Ly ơi, qua cầu để đi về nào Ly ơi. Qua cầu bên này. Đúng rồi, cầu từ bên này. Cái này là nãy mình đi mình cũng tự tin lắm. Nhưng đúng, mà từ hồi mình đi qua tới đây nha. Mình sợ nè. Đi đi nhẹ nhàng thôi nè. Trơn nè. Chưa quá. Rồi. Ok, của em đây. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Nhớ nấu cho ngon nha. Dạ vâng ạ. Anh Tiền ơi, anh Tiền ơi, em đợi nãy giờ. Anh giúp giùm em một cái thử thách mới nữa nha. Hãy thăng bằng trứng cút trên mặt di chuyển lần lượt 3 quả trứng từ phòng khách đến vị trí bếp của người chơi. Rồi, thử thách của chúng ta là đây, tôi có 5 quả trứng cút và Tiền phải đặt từng quả lên cái nhân trung của mình đây. Và đi khắc khuất qua cái phía bếp đằng kia. Tôi có 5 quả, nếu mà 3 trên 5 quả này mà còn trọn vẹn để qua bếp bên kia thì Tiền hoàn thành thử thách. Không ai đi khắc khuất mà vậy. Cái này chỉ có khắc khuất ở khẩu vị ngôi sao thôi, okay. Không có chỗ nào đâu. Trời. Rồi, mời Tiền. Rồi. Tuyệt vời quá. Di chuyển nào, di chuyển nào. Một bước nữa anh, anh giúp anh ấy đỡ trái trứng nha. Một bước nữa anh ơi. Dạ tới rồi anh ơi. Có vẻ là giỏi chơi với trứng quá. Rồi tiếp tục nào. Wow, chuyên nghiệp quá. Dạ ba bước nữa. Bên tay trái.
cứ như này thì hai bạn không thể tập trung nấu ăn được. Tâm trí đâu nữa mà nấu ăn. Đây quả cuối cùng nhé. Còn hai quả là Hà Thu đúng không? À, không, không liên quan tới Hà Thu. Cô Trà ơi, em cần nguyên liệu gì sau cái phần thử thách này? Dạ, em cần dầu ăn. À, cơm gà mà không có dầu ăn thì cũng được. Cố lên, gần đến rồi. Trà ơi, hãy giúp anh ấy đỡ quả trứng nào. Ok. Cảm ơn anh. Siêu sao quá. Chúc mừng Tiền đã vượt qua thử thách. Bình thường ở nhà hen là được mẹ nấu ăn cho ăn, mà bây giờ bữa nay được hai người đẹp fan hâm mộ có thể nấu cho mình ăn, bên cạnh đó phải cố gắng hỗ trợ. Anh Tài ơi, em cần anh lấy giúp em một món ăn á. Thì đây là thử thách của anh, là vừa lắc vòng vừa mang nguyên liệu, đang cần tìm từ phòng khách đến đặt ở bếp. Em đang thiếu cái gì vậy? Là cá mài anh. Có nghĩa là em phải vừa đi lắc vòng mà em phải đi kiếm cái món cá mài đó. Trời, cái này khó à. Hay quá em ơi. Lo cái vòng không mà không thấy đường. Thì phải dịnh. Đâm ra là phải kết hợp nhiều yếu tố. Hình như là em thấy rồi á. Cơ thể, tầm nhìn, cái trục của con người mình đi sao cho nó coi chừng quất bể tivi nhà anh vợ đền đó. Bể bình bông nha. Không được làm rớt cái vòng bể bình bông mà. Đừng có cá mai thì có để giấu cái chỗ khó. Ai mà để gì mà để sao cái này. Rớt bình bông mà đền đó. Chơi kìa. Lắc đem về cho bạn đó. Hay quá Tài ơi. Coi chừng quất hiệu tượng Tài ơi. Lắc liền lắc liền trời ơi. Giỏi. Đây cá của em đây. Ok, chúc mừng bạn Hà My, bạn đã có món cá mai rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần hấp dẫn nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là phần thưởng thức ẩm thực. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi để nghe được mùi thơm của cơm tấm nè. Và bún bò. Thơm của bún bò nè. Bây giờ bún bò nhiều bò nè. Có mỗi chị đối xử với em vậy thôi á, bún bò nhiều bò. Rồi ok. Cảm ơn chị Hà Thu. Bây giờ thử miếng bò đầu tiên. Thơm ha, nghe mùi rất là thơm luôn. Mùi bún bò đúng nè. Đúng là rất thơm. Luôn là những món ăn mà em rất là yêu thích. Chỉ cần mà đi làm về hoặc tất cả mọi thứ, khi mà em quá mệt mỏi ăn một tô bún bò, chị cơm tấm thôi là em hạnh phúc rồi. Thì hai chị em mình cũng hợp nhau đó, đến với nhau được đó em. Nó đến với nhau được đó em. Chị một tuần là chị phải ăn chắc là 5 bữa sáng bún bò á. Bún bò ngon quá. Mặc dù bỏ qua phần nước chấm hơi nhiều. Không nhắc là phần nước chấm đó chị à. Nhưng mà cái hương vị bún bò cũng vẫn ngon, rất ngon. Có thể bỏ qua châm trước cái phần kia được phải không? Châm trước được, bởi vì cái hương vị của cái nước nó đậm đà là em quên luôn cái phần chấm. Cái hương vị rất là chuẩn của người miền Trung luôn á. Cái món này rất là chuẩn. Bạn cười tủm tỉm kìa, nãy giờ bạn nói là bạn rất thích ăn bún bò. Nhưng mà cho nên bạn nước chấm nha em. Bây giờ chia sẻ một chút xíu về những cái tình cảm mà mình gửi gắm trong món ăn này, cũng như gửi một lời chúc gì đó đến chị Hương Ly ha. Có một cái kỷ niệm là bà nội em là người Huế. Cho nên là còn nhỏ bà hay rất là thích nấu cái món bún bò Huế này cho cả gia đình ăn. Sau này khi lớn thì em cũng thích cái món bún bò và thích tìm hiểu để nấu được cái món bún bò sao cho nó rất là đậm đà cái miền Trung nhất. Rồi giờ chúc chị Ly câu gì thật hay để chị siêu lòng bù lại cái chén nước chấm. Em xin chúc cho chị Hương Ly là luôn xinh đẹp, thành công, vui vẻ, hạnh phúc trên sự nghiệp cũng như là trong chuyện tình cảm sau này. Đó, phải có cái cuối cùng nha. Đó, cảm ơn em. Dạ, bây giờ chúng ta hãy đến với món tiếp theo là mì Quảng của bạn Hạnh ha. Bạn Hạnh có thông điệp nào qua phương tiện mạng này dành cho bạn Cao Xuân Tài không? Em chỉ muốn chúc anh ăn ngon miệng thôi. Ok. Tại vì đây là lần đầu tiên em nấu cho một người con trai đó. Trời ơi, ghê chưa. Rồi, em nước mắm trước nè. Đó, cũng phải nếm nước mắm trước. Nước mắm này là nước mắm hơi mặn. Hơi mặn. Nước mắm này là để chấm với thịt nè, với gà, với tôm, với trứng cút. Không có cần chan nước mắm thì em nghĩ là ngon. Đúng rồi. Muộn nước lèo quan trọng lắm. Đúng rồi. Rồi đó, bây giờ em húp thử miếng nước lèo coi. Em cảm nhận vị ngọt nó ra sao nè. Thì vào miệng thôi chứ có gì đâu mà. Trời ơi, cắn chết nữa. Thôi cảm ơn, thì chưa ăn gì hết rồi cũng bắt cắn chết. Đúng là em nghĩ khi mà mình bỏ rau vô thì mì nó bị hơi lạc. Chan nước mắm. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì nó có bài bản chứ đâu làm dư thừa được. Ăn miếng chanh nữa. Trời ơi, thiệt á. Bình thường mấy khách mời khác ăn có miếng hai miếng. Thiệt, em là người đầu tiên ăn nhiệt tình vậy luôn á.
Nói chung thì nó ăn cũng rất là ok. Nhưng mà cảm giác của anh vẫn còn bị hơi thiếu cái gì á. Thiếu hả? Thiếu cái độ thanh thôi. Bởi vì ăn ví dụ như đồ ăn thì cũng ngấm. Nhưng mà khi mà ăn mình cảm giác có vị mặn nhiều. Đúng như em nghĩ thấy không? Ví dụ như nước mắm này cũng rất là quan trọng nè. Bởi vì ngoài chấm ra thì khi mà nhiều người người ta thích ăn đậm đà, người ta chan thêm nước mắm vô thì vẫn phải giữ được cái sự độ thanh. Còn ăn mà đổ mồ hôi luôn kìa, thiệt á. Và bây giờ Tiền ơi, hãy giúp Hà Thu trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho bạn Mỹ Hạnh nhé. Và một phần thưởng đến từ chương trình. Đây. Ok, đây. Rồi, anh gửi em. Dạ, cảm ơn anh. Đây, và một phần quà nữa dành cho Thu Trà. Dạ, cảm ơn. Chia sẻ một chút xíu khi mình cầm trên tay giải thưởng của chương trình nào. Em rất là hạnh phúc bởi vì không nghĩ rằng là sẽ thắng cuộc đâu. Vì em nghĩ là tham gia vui và gặp anh Xuân Tiền và chị Hà Thu là chính. Và rất là may vì nấu cái món mì trúng sở trường và sở thích của anh Xuân Tiền. Đó, thấy chưa? Xuân Tiền là động lực để cho bạn nấu ăn. Phát biểu cảm nghĩ của mình một chút khi mà mình có hối hận về cái thử thách mà mình đã đặt ra cho bản thân trong ngày hôm nay hay không? Dạ không, thì em thấy là không có biết là anh Tiền không có thích ăn mắm. Rất là lạ là người miền Trung lại không thích ăn mắm. Tại vì lâu nay Tiền không bao giờ ăn những cái mắm lâu lắm rồi nên là nó không nằm trong đầu mình luôn. Tiền ơi, bây giờ chương trình của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Tiền có lời gì để nhắn nhủ đến hai bạn không? Món ăn của Trà rất là ngon. Thì Tiền rất là khuyến khích những cái việc mà đổi mới trong món ăn. Tạo cho mình những cái cảm giác bắt mắt nè. Chúc mừng Mỹ Hạnh còn trẻ mà xinh đẹp nè, nấu ăn giỏi nè. Cái giải thưởng cũng rất là xứng đáng. Và kính thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào khung giờ rất là quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HT7. Chương trình Khẩu vị ngôi sao của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.